sao tôi mất tự tin khi đứng gần cô gái này quá vậy ta? Thông thường thầy tại Hàn Quốc thì giá mỗi bữa trưa là 1.000 USD. Xin mời học sinh giúp tiếng Anh chọn ra 4 vị khách hàng may mắn ạ. Đầu tiên xin chúc mừng vị khách Trần Ngọc Phương Thanh ạ. Dạ, xin được chúc mừng vị khách Trần Ngọc Phương Thanh. Dạ, xin mời chị Thanh bước lên sân khấu ạ. Dạ, ta ta. Dạ, lắp điếu thứ hai xin mời. Chị này cũng tên chị Thanh luôn. Xin chúc mừng vị khách Tô Ngọc Xuân Thanh ạ. Dạ, Tô Ngọc Xuân Thanh. Hình như ngồi cũng đối xứng với là chị Thanh luôn á. Dạ, em mời chị Xuân Thanh ạ. Dạ, lá phiếu thứ ba Xuân ơi. Xin chúc mừng vị khách Vân ạ. Dạ, ở trên lá phiếu có mỗi một tên là Vân thôi ạ. Có số điện thoại cho anh xin. Số điện thoại là 0907266779 ạ. Dạ, chị Vân. Chị Vân ơi, chị Vân đang ở phương nào? Xin mời chị Vân bước lên sân khấu ạ. Rồi, lá phiếu cuối cùng. Lá phiếu cuối cùng thì hơi đặc biệt đó, dành cho một anh tên là Thành Đức ạ. Dạ, xin mời vị khách hàng tên là Thành Đức. Dạ, chúng ta có dịch vụ cả nam cả nữ, không lo. Dạ rồi, một lần nữa chúng ta chúc mừng 4 vị khách hàng. Xin mời 4 vị khách hàng bước ra phía giữa sân khấu. Xin được cảm ơn người mẫu Hồng Xuân ạ. Xin mời 4 vị khách hàng chúng ta bước ra giữa sân khấu ạ. Và em xin được mời chị Hoàng Quyên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.